Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em giải các bài tập trong cái sách giáo khoa trước. Những bài tập này là các bài tập mà trọng tâm vừa trong chương trình giảm tải của bộ mà vừa là phục vụ cho các em thi trung học phổ thông quốc gia. Bài số 1: tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết z là bằng 1 trừ ii. Như vậy phần thực này là mấy các em? 1. Và phần ảo là bằng mấy? Là trừ pi. Các em nhớ này là trừ pi nhé. Nhiều câu đáp án là ghi là trừ pi y thì có nghĩa đó là chính là phần ảo nhiều. Rồi tương tự như vậy, cô B, z là bằng căn 2 trừ y. Như vậy phần thực là bằng mấy các em? Căn 2. Và phần ảo chính là bằng mấy đây? Trừ y, có nghĩa là 1 nhân với y. Như vậy có nghĩa là trừ 1. Rồi ở đây các em thấy này, z là bằng 2 căn 2. Như vậy khuyết phần nào? Khuyết phần y đúng không? Như vậy khuyết phần y có nghĩa là cái này sẽ là bằng 2 căn 2 cộng 0 nhân y. Như vậy phần thực của nó sẽ là bằng mấy các em? 2 căn 2. Và phần ảo của nó sẽ là bằng 0. Số này được gọi là số thực. Rồi tiếp theo, các bạn thấy này, z là bằng trừ 7y. Trừ 7y, như vậy hẳn sẽ được viết là bằng gì? 0 trừ cộng cho trừ 7y. Có việc làm cho dễ nhìn. Vậy thì phần thực của nó sẽ là gì? Phần thực này, phần thực của nó sẽ là bằng mấy? Bằng 0. Và phần ảo của nó sẽ là bằng mấy kém? Trừ 7. Cái số z là bằng trừ 7y con được gọi là số thuần ảo. Rồi, các em qua cho cô bài số 2. Tìm các số thực x và y. Biết biết gì đây? B, 1 trừ 2 x trừ y căn 3 là bằng căn 5 cộng 1 trừ 3 y. Rồi, thì cô đã dặn các bạn rồi. Muốn biết rằng hai số phức bằng nhau a cộng bi bằng c cộng di khi nào? Khi và chỉ khi phần thực sẽ bằng phần thực và phần ảo sẽ bằng phần ảo. Chính vì thế điều này xảy ra khi nào? 1 trừ 2 là bằng căn 5. Và trừ căn 3, các em nhớ nhé. Lấy này trừ căn 3 này, vứt cái phần y đi. Còn lại chính là phần ảo. Tiếp tục bằng mấy? 1 trừ 3y. Và chỗ này các em sẽ giải ra được là bằng mấy đây? X sẽ bằng 1 trừ căn 5 trên 2. Y của các em sẽ bằng mấy đây? Trừ 1 trừ căn 3 chia trừ 3. Em có thể làm gọn lại cho cô một chút. 1 cộng căn 3, 1 cộng căn 3 mà chia cho 3. Rồi bây giờ câu C. Tương tự như vậy thôi, chúng em cũng sẽ cho để tách, họ đã tách cho em đi rồi. Có nghĩa là họ đã sắp xếp cho phần thực theo phần thực, để phần ảo theo phần ảo, rõ chưa? Như vậy hai số phức này được gọi là hai số phức gì các em? Bằng nhau. Và hai số phức được gọi là bằng nhau khi nào? Khi phần thực bằng phần thực và phần ảo là bằng phần ảo. Rồi, ngang đầu này chúng ta sẽ biến đổi và đưa nó về dạng phương trình bậc nhất đối với x và y. Cộng với 3y là bằng mấy? 3. Rồi, nhớ sắp xếp nhé, các em chuyển qua bên phải đi. Thì như vậy có nghĩa là chuyển bên đây qua đây sẽ là 3x trừ y. 1 chuyển qua là bằng trừ 1. Rồi, mấy bạn sẽ tính cho con. Như vậy x bằng mấy? Rồi, lại máy tính bấm. Rồi, các em có phương pháp rồi, bấm máy tính rồi. Như vậy là x bằng 0. Kết quả chỉ cho em là x bằng 0. Và y của em sẽ là bằng mấy đây? Y của em sẽ là bằng 1. Để kỹ năng tính thôi nhé. Rồi, bây giờ bài phần tiếp theo của bài số 3 của sách giáo khoa. Dạng bài này nó mới và nó khá khó nên chúng ta cần phải tập trung. Trên
mặt phẳng tọa độ này, tìm tập hợp điểm biểu diễn cả số phức z thỏa mãn điều kiện này. Phân thực của z là bằng -2. Thế bây giờ trước hết là cô sẽ gọi số phức z cần tìm. Nó sẽ có dạng như thế nào các em? Đây, z bằng này, phân thực là bằng -2. Phân ảo là chưa biết đúng không? Nhưng mà chúng em nhớ cho cô là nó có dạng là gì? -2 cộng bi cũng được, mà cộng là cộng với ii cũng được. Đó, nhớ cho cô là y thuộc r hoặc là bi. Như vậy ứng với mỗi giá trị điểm y thì như vậy các em sẽ cho em tương ứng một giá trị điểm tọa độ điểm M trên cái mặt phẳng tọa độ đúng không? Rồi y thuộc gì? R. Vậy thì chúng em sẽ biểu diễn cái hình này ra cho cô trên trục số phức. Đây x này nhé, y này, x bằng mấy? X bằng -2. Đây -2, phân thực của nó là bằng -2 nhé. Y là tùy ý. Vậy là gì? Y bằng 1 thì x cũng bằng -2, y bằng 2 x cũng bằng -2. Thế như vậy hãy biểu diễn ra thì sẽ chính là cái gì các em này? Qua đây tìm. Ở đây biểu diễn ra thì chính là đây. Đây chính là một đường thẳng đó. Đường thẳng số phức này. Cô nhắc lại này. Bằng mấy? X bằng -2 thì y tùy ý đúng không? Có nghĩa là gì? X bằng -2, y bằng 1. Em biểu diễn nằm ở đâu? X bằng -2 này, y bằng 1 này thì nằm đây. X bằng -2, y bằng 0 thì nằm đây. X bằng -2, y bằng r căn 2 căn 3 căn 4, như vậy tập hợp các điểm chính là đường thẳng x bằng -2. Các em rõ chưa? Rồi Cô B. Phân ảo của Z bằng 3. Phân ảo của Z này là bằng 3. Rồi, thì tương tự như vậy cô cũng sẽ gọi nhé. Số phức Z cần tìm là có dạng như thế nào của lớp này? Phân ảo nhé. Như vậy z sẽ là bằng này x mà cộng với gì kém? 3 y. Nhớ ý, x này thuộc r. Rồi thì ở đây cô cũng vẽ cái hệ trục này ra biểu diễn á. Kém chỉ cần biểu diễn 2-3 điểm là kém thấy được quy luật của nó. Như vậy mọi điểm M nó sẽ có dạng này x 3 x thuộc r. Thế em cứ cho này dù x bằng 0, thì y sẽ bằng mấy? Y bằng 3. Rồi x bằng 1, y cũng bằng 3. X bằng 2, y bằng 3. X bằng -1, x bằng -1, y vẫn bằng 3. Như vậy kết quả của em tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn phân ảo của nó bằng 3 chính là gì các em? Y bằng 3. Các bạn rõ chưa? Rồi phần tiếp theo câu C. Phân thực của z thuộc khoảng -1, 2. Ở đây các em lưu ý cho cô là chúng ta cũng sẽ gọi số phức z nên nó có dạng là gì đây? X cộng với ii. Rồi trong đó xi là các số thực thuộc r và y bình phương là bằng -1, cái này chúng ta biết rồi. Phân thực này của z thuộc khoảng, phân thực có nghĩa là phân nào? X hay y? Thì là x đúng không? X thuộc khoảng -1, 2. Cô có thể vì cái thế này x lớn hơn -1, bé hơn mấy? 2. Thì khi đó này, các em biểu diễn
lên trên cái trục số như sau. X này, Y này, trừ 1 này, 2 này. Rồi, được chưa? Như vậy X của mình là chạy từ đây tới đây. Có Y của mình là đâu có lớp hè, là tùy ý trong một phần này. Như vậy các em lưu ý cho cô là ở đây là X nó chạy từ đây đến đây đúng không? Đây, nó chỉ chạy từ đây tới đây. Còn Y là tùy ý, tùy ý, Y tùy ý. Rồi, thế thì em lưu ý cho cô là vẽ như thế nào? Ví dụ này, x bằng đây chẳng hạn, x bằng 1, y bằng 3, nằm đây. X bằng 1, y bằng trừ 3, nằm đây. Như vậy, nói là tóm là các em thì có thể là y là chạy trên cái trục hệ trục độ y giải trên cho thoải mái đúng không? Và có x của mình là chạy giới hạn từ đây đến đấy thôi. Như vậy chúng ta sẽ ra nó lại. Đây, nó chỉ chạy từ đây này. Đó. Như vậy nó chỉ nằm trong cái vùng này thôi các em này. Đó. Nó chạy trong vùng này thôi các em này. Đó. Đó. Rồi, và không lấy, nhớ nhé, không lấy hai cái đường thẳng x bằng trừ 1 và x bằng bằng 2 này. Chúng em sẽ không lấy hai điểm, mình cả cái điểm nằm trên đường thẳng này. Đó là gì? Đó chính là phân gạch sọc. Gạch sọc và không lấy, nhớ nhé, các điểm nằm trên hai đường thẳng x bằng trừ 1 và x bằng 2. Câu D, phân ảo của Z thuộc đoạn 1, 3. Đâu là 1? Phân ảo thì các em nhẩm cho cô đi trục ảo. 1, 2, 3. Rồi, cô cũng gọi Z là bằng chi? X cộng với Y, X Y thuộc R. Gì nữa? Y bình phương là bằng trừ 1. Tuy nhiên, X này đó, điều kiện của nó là thuộc cái đoạn nào? À, xin lỗi, phân ảo như vậy là Y. Y là thuộc đoạn 1, 3. Rồi, thế như vậy là sao? 1, 3. Như vậy là em chừng lại cho cô. Mấy thì ý cũng nằm trong cái đoạn này cả, đoạn từ 1 tới 3. Như vậy chúng em biểu diễn ra chính là phần mà cô gạch sọc đây. Kể cả hai cái đường thẳng y bằng 1 và y bằng 3. Rồi, cô nói nó là gì các em? Chính là phần gạch sọc. Kể cả các điểm nằm trên gì? Hai đường thẳng. Đường thẳng nào? Y bằng 1 và y bằng 3. Rồi, xong. Tiếp tục phần câu E, câu cuối cùng. Phần thực và phần ảo của Z đều thuộc đoạn từ 2 tới 2. Các em bắt đầu phân tích. Từ 2 tới 2. Rồi, phần Z của mình này, x cộng với y, y. Y thuộc R. X lỡ bằng trừ 2, nhỏ hơn bằng 2. Và Y cũng thế. Như vậy này, phân thực này, trừ 2 tới 2. Như vậy các em sẽ vẽ cái trục như thế nào? Đây, thẳng đi đúng không?
Đó, những điểm nằm trên trục này. Rồi chưa? Rồi, lấy luôn cả hai điểm nằm trên hai hình thẳng x bằng trừ 2, x bằng 2. Tương tự như vậy, phần ảo của nó là y đó, cũng thuộc đoạn từ trừ 2 tới 2. Như vậy trừ 2 nằm đâu? Đây. Đó, đến đâu? 2. Đây. Rồi chưa các em à? Cô nhắc lại này. Hồi này, cái phần thực của nó là hàng chạy từ ở đây đến đây. Đúng không? Chạy từ trừ 2 tới 2. Cô biểu diễn ra. Cái này hồi nãy ở câu A. À, xin lỗi, câu cú C. Tương tự như là ở cú C vậy. Hả? Rồi. Rồi. Đây là phân thực đúng không? Biểu diễn này cạch chọc này nằm trong đoạn từ trừ 2 đến 2. Giờ phân ảo này, nó nằm trong đoạn cũng là trừ 2 tới 2 phân ảo nhé. Nằm cô lấy cái viết màu đỏ là cô biểu diễn cho cái phân ảo. Rồi. Như vậy cái phân chung mày vừa màu gạch sọc màu sắc, vừa gạch sọc màu đỏ, đó là cái phân nằm trong này đúng chứ các em. Là hình này, hình vuông này, đó chính là phân gì? Phân thực và phân ảo của mình. Như vậy đó chính là cái phân tập hợp điểm biểu diễn số phức z vừa thỏa mãn là gì các em? Trừ 22 vừa thỏa mãn gì? Hả? Ý trừ 22 và chết cũng trừ 22. Cho nên khi mà các em biểu diễn vào trong cái bài của em đừng có biểu diễn nữa. Cái đó thưa các em là biểu diễn cái nhạc thôi. Còn lại khi mà các em biểu diễn thật á, là các em biểu diễn như đi luôn, năm khóc như luôn hình vuông này. Vì các em nói là gì? Đó. Là sau khi chúng ta biết được kết quả nháp rồi nè, em mới vẽ ra được đấy đúng không? Trừ 2 tới 2, trừ 2 tới 2. Như vậy là phân gạch sọc này, đây, phân gạch sọc. Và kể cả các điểm nằm trên đường biên là gì cả mẹ? Là một cái hình chữ nhật, hình vuông. Bài số 4, tính mô đun của số phức z với z là bằng trừ 2 cộng y căn 3 thì như các em đã biết rồi, cái này chính là bằng trừ 2 cộng với y căn 3. Thì ngang đoạn này chúng em phải phân biệt được cho cô. Như vậy A sẽ bằng trừ mấy? Trừ 2 và B sẽ bằng mấy đấy à? Căn 3. Đúng chưa? Như vậy cái này theo công thức tính của nó sẽ là bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Như vậy các em thể vào cho cô. Là bằng mấy? 4 cộng với 3. Căn 2 của 7. Rồi cô B. Y là bằng căn 2 trừ 3y. Tương tự như vậy số phức z của chúng em có mô đun là gì? Căn bậc 2 của căn 2 bình phương cộng với trừ 3 bình phương 2 cộng với 9 là bằng căn bậc 2 của 11. Rồi, z là bằng y căn 3, câu d. Đồ lớn hay là mô đun của số phức z y căn 3. Như vậy A của em là bằng 0, B của em là bằng căn 3. Như vậy cả này sẽ bằng chi? Căn bậc 2 của 0 bình phương và cộng với căn 3. Như vậy kết quả là bằng mấy? Căn bậc 2 của 3. Rồi, các em qua bài tiếp theo. Bài số 5.
trên mặt phẳng. Tọa độ tìm. Tìm gì đây? Tập hợp. Tập hợp điểm. Biểu diễn các số phức. Ghét thỏa mãn. Điều kiện sao đây? Điều kiện nào đây? Thứ nhất là mô đun của dễ là bằng 1. Cái này các em lưu ý cho cô cách làm như sau. Gọi dễ là số phức có dạng x cộng y, y trong đó này. X và y là hai số thực và y bên phương là bằng trừ 1. Các em khi nào số phức là các em luôn luôn ghi được hai chỉ số này nhé. Rồi từ đây các bạn suy ra cho cô này. Mô đun của số sức z có nghĩa là x cộng y y là bằng gì kém theo định nghĩa thì hẳn là bằng gì? Phấn thực bình phương cộng phấn bình phương là bằng mấy đấy kém này? Bằng bằng 1. Rồi như vậy bằng gì nào? X bình phương hai vế đi các em, bằng 1 nhé. Nhớ x và y là thuộc r. Vậy thì các em sẽ thấy là gì? Cái phương trình nào mà biểu diễn x bình phương cộng y bình phương bằng 1? Đó chính là đường tròn. Đường tròn. Có tấm là gì các em nè? Tấm là ô. Tọa độ là gì? 0, 0. Và bán kính là gì nào? Bán kính r là bằng 1. Rồi, sắp. Như vậy tập hợp điểm. Tập hợp điểm vậy nhé. Tập hợp điểm biểu diễn z. Biểu diễn các số phức z. Z là gì ấy? Là một cái gì? Đường tròn. Đường tròn tấm là gì? Ô. Và bán kính r bằng 1. Rồi. Câu B. Mô đun của z nhỏ hơn hoặc bằng 1. Các em làm tương tự giống như trên kia vậy, các em cũng sẽ gọi z là bằng x cộng của y y. Trong đó x y là thuộc r và y bình phương là bằng trừ 1. Lúc đó em cũng có được là gì? Mô đun của số phức z là cũng là bằng gì đây các em? Căn bậc 2 của phần thực bình phương cộng với phần ả bình phương. Và chúng ta có theo giả thuyết là gì? Mô đun của z nhỏ hơn hoặc bằng 1 tương đương căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương là gì các em? Nhỏ hơn hoặc bằng mấy? 1. Ở đây các em bình phương hai vế lên cho cô. X bình cộng y bình là bằng mấy đây à? Bé hơn hoặc bằng 1. Thế như vậy hồi nãy là mình biết này, x bình phương cộng y bình phương là bằng 1 chính là phương trình chứ của mặt cầu. Còn những giá trị của là một phương trình của một đường đường tròn. Còn những cái giá trị mà x bình phương cộng y bình phương mà bé hơn 1 thì chính là gì các em biết không? Thì đó chính là một cái hình tròn nhé, hình tròn kể cả luôn các điểm nằm phía trong. Có nghĩa là gì? Tập hợp này các điểm cần tìm. Là một gì? Hình tròn. Có tấm là gì các em? Hình tròn có tấm là ô. Và bán kính r cũng bằng mấy? Kể cả các điểm 5 trên đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng